Dạ các bạn ha, bữa nay anh em mình tiếp tục hút ong nuôi dẻ ha các bạn. Mà cái ổ này nó bự hơn mấy ổ trước hết các bạn. Ổ này lớn lắm các bạn, chắc cỡ cái thúng luôn á. Quay nhìn thấy nhỏ chứ nó bự lắm hết các bạn. Mà cái dừa cao nữa, dừa cao lắm. Thì giờ về mình chuẩn bị mình kiếm cây ha, kiếm cây xong rồi mình nối lên mình đốt nó. Chứ cây này cao quá trời các bạn, mà hút ban ngày thì không được, phải có đồ bảo hộ hút mới được hết các bạn. Thôi giờ mình đi về ha, về mình kiếm cây về tối mình lại đốt hết các bạn. Lên đường các bạn ơi, tại chỗ hút cũng gần nhà hết các bạn. Anh em mình đi tực tực, đi bộ tực tực qua ha. Tại phía sau nhà của bạn mình nè. Giờ mình cầm cây đi lại tới ổ rồi mình đốt ha. Cũng gần tới rồi các bạn. Rồi tới gốc dừa các bạn ơi. Gốc dừa có ổ ong ha. Giờ bạn mình buộc bó lá dừa vô. Cây này mình mới chặt bởi vậy còn tươi á, đỡ lên nặng lắm. Có bà chị qua phụ nữa. Đó, giờ mình cuột cái dừa xong cái mình đốt mình đưa lên ha. Cây không tới các bạn, còn phải nối nữa, nối thêm khúc nữa. Cái dừa quá trời cao mà. Cao lắm luôn á. Rồi đốt rồi các bạn thấy không? Đưa lên ha. Quạt cây luôn á. Bó lá dừa hơi nặng mà cây nó tươi á. Ơi chừng trái nhà bà. Tại ổ ong nó bự các bạn. Cái lá dừa nó buộc hơi nhiều ha, buộc lên cây quạt mà nó nặng nữa. Thì đưa lên nó khó canh ngay ổ lắm. Nãy giờ hai bạn mình mà nó canh mà nó đưa chưa được nữa. Để cái đầu nó quạt qua quạt lại các bạn. Khó đút vô lắm ha. Để cho nó đốt đi. Đó. Hay quá, xích vô cây dừa. Cao. Xích vô cây dừa. Cao lên đoạn ơi. Ừ, cho nó trái cây dừa luôn tao đi. Cái ngọn nó lên nè. Ừ. Không đưa cao lên hơn rồi. Chết nữa, vô rồi đó. Không có tới. Chưa tới cái ổ nữa. Lên chú ơi. Chạy rồi đó. Đám cánh hết trơn rồi. Ổ này hơi bự cái phải đốt lâu hết các bạn. Chết nữa, cho trái. Đốt kỹ mới được. Ổ ổ nữa quýnh chết. Ông này quýnh độc lắm các bạn. Không có nổi. À dạ. Mẹ bán mập đâu không lại. Đổi không? Một bình rồi coi chừng không đổi em. Cái gì chứ nó phật lên nóng lắm. Ừ. Để đó đứng rồi đó chút đi. Làm sao mà nó có cái gì đó móc cái tàu vừa nó rớt xuống cậu. Dạ để đó mời rồi hả móc. Giờ nó lấy cái búa ra đốn cái dừa gã xuống cái rồi. Cái gì mà nó nghe hè hè vậy ta ha. Ông nó có cái gì á. Ông rớt đựng đủ vậy đâu. Mày cứ ra đây đưa lên chích nữa đi giờ sát sát vô trong. Đi lên đây lại đây, đây cầm cái cây đưa lên đụng mấy nó chịu không nổi mấy cái em đưa rồi. Ông chọn là đưa lên cái chút nữa nè. Ông chọn nhóc luôn có nụ chọn đốt mấy ngọng chết này các bạn thấy không? Vàng đó nha. Nhộng mới rớt ra nữa nè. Để hơi cao á bạn mình chọt đó các bạn. Giờ không ai leo hết trơn, giờ đang đợi bạn kia chạy quá leo ha. Nó leo lên nó chặt rớt xuống rồi tụi mình lụm nhộng. Đó, nó chọt rớt kìa. Trời ơi. Quá trời luôn. Đúng rồi mày. Ừ để đi tôi qua tôi lụm. Lụm cái lồn què. Đâu có. Nó quay không nó lụm đâu. Má năm sáu lần. Thiệt. Nãy nó có rớt cần nào xuống nữa không? Không. Có rớt tầng bỏ bên kia rồi. Đâu để coi. Tôi lụm. Nhộng con bự bự không trời. Con mình bệnh. Hay là muốn con nhỏ. Má nó còn cái vô. Đủ quá. Trời ơi đụng hết á. Cái chắc con hồ phải con ngủ quá chạy lên quá. Làm gì? Người ta không làm gì. Thôi về đi như nó được rồi, mai mua cho nó dép hết. Trời đụng quá, được không? Còn miếng nào với không? Kệ coi còn anh chỗ. Sao này. Sao đưa cái tay vô. Lấy này nhí quá trời ông nè. Ông chết quá trời luôn các bạn. Rớt dưới đầy luôn. Đụng má cái ổ quá trời cái ổ mà. Nè lấy cái này ngâm luôn nè. Nè bên đây nè. Cái này nè. Nãy bu lên còn đụng mất con vít nè. Về tới nhà các bạn ơi. Ổ được 5 tầng nữa các bạn. Giờ khoảng 8 giờ rồi.
không tới 8 giờ nữa. Là cho hơi hai ổ. Mình mần cái mình nấu cháo là vừa ha. Làm cho rổ mấy nhà ông ăn khùng luôn. Ổ này lớn hơn mấy ổ hổm mình hốt ha. Gấp đôi ổ bữa hổm luôn. Nhộng cũng nhiều nữa. Nhộng quá trời nhộng luôn. Nãy đốt cái mình lụm ong nè các bạn. Về mình ngâm rượu ha. Uống chị nhất mình hay lắm hết các bạn. Cái nửa ký ong luôn á. Nửa ký ong mà ong sống luôn ha. Quá trời luôn. Ổ quá trời lớn mà. Tại cây này cao quá các bạn. Cây này cao ha, bởi vậy người ta đốt không tới ha. Bởi vậy còn bự. Chứ thường thường nhỏ nhỏ là người ta đẩy chơi nè. Không có đợi bự gì đâu. Quá đã luôn các bạn ơi. Đây thành quả của tụi mình đây. Đầy một tô luôn. Quá trời rồi. Đầy một tô nhộng luôn. Là làm xong hết rồi luôn ha. Giờ mình chỉ cần vô mình cháy. Mình bỏ vô nồi cháo nữa thôi. Quá đã. Nhiều đây ăn đã luôn. Này mình cháy có tấp mỡ nữa các bạn. Có tấp mỡ nữa ăn ngon ha. Còn đây là cháo với nấm ha. Sôi ha các bạn. Nở rồi, cháo nở rồi. Giờ mình cháy ong. Cháy ong xong mình bỏ vô nồi cháo nữa là xong. Nở thêm mắm luôn. Bạn mình sắc một đống hành luôn rồi. Quá trời hành. Hành để ăn tối nay chắc hành chết luôn quá. Này có tập mỡ này em ha. Tập mỡ. Quá là bồ luôn. Nước chỉ luôn. Bữa nay quá trời. Này ngon hơn bữa hổm nha. Gấp đôi hả? Mấy cái ổ quá trời rồi. Cháo nhừ hết rồi nè. Cho ông vào các bạn ơi. Trời ơi quá trời rồi. Hơi đặc luôn. Rồi quay lên cái này. Quay lên. Nó sao bừng lên cái. Ghê sạch luôn rồi. Này này thêm nước tới ong. Tới thêm nước không? Sạch luôn. Nè để bưng cái đặc quá trời đặc rồi mình thêm miếng nước nha các bạn. Đặc quá đặc luôn á. Coi ha, coi ha. Thôi ha. Xong rồi các bạn ơi. Rừng. Quá trời hầm luôn, nhìn thấy đã không? Ong nhiều nữa. Quá đã quá đã. Mấy bạn mình dứt kìa. Tàu rồi nó hút. Ăn xong rồi về với nhậu nhẹt chị. Được rồi quý bà đó. Ăn cũng mắc cỡ rồi nữa. Có bạch không? Có bạch không? Có bạch không? Ngọt. Nhìn đã thì chứ. Coi nè. Trời ơi đã nha. Nãy giờ quay chưa được ăn chảy nước miếng hết trơn. Nè bà bầu cũng hỏi nhiều rồi cháu luôn á. Không biết nữa. Thôi mời các bạn dùng với anh em mình ha. Ủa, kêu mình lấy lại. Cháu ông rồi dễ các bạn. Ngọt ha. Ừ. Đi ăn ngọt đấy. Chén của mình nè các bạn. Nó nóng quá. Các bạn dùng ha. Video mình hết ở đây ha các bạn. Nè các bạn ở các video sau ha. Tạm biệt các bạn ha. Bảy ngay chỗ gần bệnh viện nè. Bác sĩ Sơn chứ. Quên.